Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Bùi Thị Mai Hương. Câu hỏi của bạn là: em thấy mọi người nói dùng dầu dừa sẽ làm cho tóc mọc nhanh và dày tóc, như vậy có đúng không chị? Tôi lại nói lại là nếu mà sử dụng dầu dừa lại không đúng cách nữa thì chúng ta lại làm tóc rụng hơn. Vì nếu mà dầu dừa mà bạn đưa nó vào sát với da đầu á, thì tóc của bạn sẽ còn rụng nhiều hơn. Còn với nếu bạn sử dụng đúng cách như một loại kem ủ thì tôi nghĩ chắc chắn là hiệu quả của nó cũng sẽ rất là tốt. Tức là chúng ta có thể dùng dầu dừa để làm kem ủ đúng phần đuôi tóc, đúng vâng. không? Mình thấy mọi người có vẻ rất thích dầu dừa. Khi mình đi Thái Lan chẳng hạn, mọi người rất hay nhờ mình mua dầu dừa ở bên đó. Thì mình không hiểu là dầu dừa ngoài cái tác dụng làm ủ tóc nó còn có tác dụng gì không hả? Mình có biết không? Dầu dừa thì ví dụ như một số người bị gầu á, do khô, do da đầu nó bị khô, thì chúng ta có thể sử dụng dầu dừa để giảm cái lượng da khô đó, thì tóc sẽ tự nhiên là mình sẽ không bị gầu nữa. Đó thì là một cách trị gầu và là một cách làm cho tóc bóng mượt hơn. Dạ vâng. Vậy thì lúc nãy có bạn nào mà bảo bị da đầu bị khô và bị gầu ấy, thì chúng ta hãy lưu ý về cái này. Tức là dầu dừa có thể giúp chúng ta có cái da đầu khỏe hơn. Nhưng mà như vậy có làm cho tóc bết không hả Linh? Dầu dừa thì chúng ta chỉ nên sử dụng một tháng một lần thôi, hoặc là nếu tùy thuộc vào tình trạng tóc của bạn, bạn có thể dùng 2 tuần một lần. Thế nhưng mà chúng ta không thể sử dụng hàng ngày vì như vậy sẽ gây bết tóc.